Tháng nhân đạo năm 2022 bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 với chủ đề gắn kết cộng đồng, lan tỏa, hành động nhân ái. Đây là tháng cao điểm để các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đồng loạt triển khai các hoạt động vận động nguồn lực, xây dựng quỹ nhằm hỗ trợ các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những điều tốt đẹp trong cộng đồng xã hội. Buổi trao tặng xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn do Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Ninh Bình phối hợp với Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam tổ chức vừa qua đã để lại nhiều cảm xúc cho những người tham dự. Chiếc xe lăn là món quà vô cùng ý nghĩa đối với người khuyết tật, giúp họ bớt khó khăn trong vận động. Tôi là bà nội của cháu. Cháu là năm nay là cháu nó 14 tuổi. Cháu nó bị bẩm sinh từ bé, không đi lại được, không biết cái gì hết. Nhưng mà may ra đợt này được nhờ các lãnh đạo Chữ Thập Đỏ về nhờ tất cả công ty đây chi mà đã quan tâm đến những người khuyết tật, trong đó có gia đình nhà tôi. Tôi rất phấn khởi và rất là cảm động. Gia đình nhà tôi thì là có bố tôi thì là đang hưởng chế độ chính sách là thương binh loại 2/4. Vì bản thân thì là người con, rất là cảm ơn các cấp chính quyền, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và các nhà hảo tâm là đã tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ. Thành phố Ninh Bình hiện có khoảng 300 người khuyết tật, trong đó nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, không có phương tiện hỗ trợ đi lại, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt. Thông qua Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Ninh Bình, 9 chiếc xe lăn đã được trao tặng cho người khuyết tật có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật. Năm 2022 là năm thứ 5 Ninh Bình hưởng ứng và tổ chức tháng nhân đạo. 4 năm qua đã có hàng chục nghìn đơn vị máu được hiến, hàng trăm ngôi nhà chữ thập đỏ được xây dựng, hàng vạn suất quà được trao tặng. Hàng trăm người sau khi qua đời đã hoàn thành tâm nguyện hiến mô tạng để đem lại nguồn ánh sáng và duy trì sự sống cho nhiều người bệnh. Tháng nhân đạo năm nay dự kiến sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực hơn nữa được triển khai. Trước mắt là tập trung tuyên truyền vận động cán bộ hội viên là lan tỏa các giá trị nhân đạo trong cộng đồng, đặc biệt tháng nhân đạo để làm sao mọi nhà, mọi người làm công tác nhân đạo. Vấn đề thứ hai là chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái công tác hiến máu tình nguyện để đáp ứng cái nhu cầu máu cấp cứu điều trị người bệnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Bên cạnh đó thì tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm để thực hiện, để có nguồn lực để xây dựng nhà chữ thập đỏ, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tổ chức trao tặng quà cho học sinh, cho những người hoàn cảnh khó khăn và những người yếu thế trong cộng đồng. Thì trong tháng nhân đạo, toàn hội chúng tôi phấn đấu tổng giá trị đạt được phải đạt trên 3 tỷ đồng. Cô các chú là đến thăm hỏi cháu thì cho cháu thì cũng thấy là cũng mừng rỡ, gia đình cũng rất là khó khăn. Thì cháu nó cũng 4 năm nay rồi, cho nên là nó cứ nằm là người thực vật, nó chả biết gì hết. Các bác sĩ cũng bảo là đặt cho cháu một cái máy trợ tim là 100 triệu, thì cũng mong muốn là các nhà hảo tâm có điều kiện thì họ hỗ trợ để đưa cháu đi, để đặt cho cháu cái máy để cho cháu có niềm hy vọng. Tháng nhân đạo là dịp để các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thông qua những việc làm ý nghĩa thiết thực, có phần chia sẻ, động viên những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cái may mắn vươn lên trong cuộc sống.